Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ đến các anh chị cái cách để các anh chị tham gia. Thì cái dự án này nó có cái đối tác đó là cái dự án khai thác cái đông đất con ở trên cái ứng dụng Telegram gần đây em đã chia sẻ với các anh chị đấy. Đối với cái dự án khai thác cái đông đất con này thì các anh chị cũng đã biết rồi nhá. Nó chỉ mới ra mắt trong vòng một tuần thôi nhưng mà cái số lượng người thì nó đã đạt được 3 triệu người rồi. Cái tỷ lệ số người tham gia rất là đông đấy. Cái dự án Orisi này thì nó cũng là đối tác của cái dự án nó có này nhá. Đây, nên đây là một cái keo rất là ngon. Các anh chị đừng có bỏ qua nhá. Thì ở cái video này thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị đăng ký cái tài khoản để các anh chị khai thác được cái đồng Orisi này. Nhưng mà trước khi đi vào chia sẻ các anh chị cái cách đăng ký thì bây giờ em sẽ chia sẻ sơ qua về cái dự án này một chút xíu nhá. Thì chúng ta sẽ vào cái Twitter của dự án này. Hiện tại thì cái số lượng người tham gia theo dõi là 37.102 người rồi. Và cái số lượng người tham gia thì ở đây người ta cũng có nói này, có 50.000 người trong chúng tôi. Trong vòng chưa đây một tuần này, chúng tôi đã tăng từ 10.000 lên 50.000 này. Chúng ta đang cất cánh trở đi tới là 100.000 over. Đấy. Một cái dạng có số lượng người tham gia là cũng nhanh chóng nha. Và đặc biệt thì nó cũng có là kết hợp với cái dạng nó con. Nên chúng ta là đừng có bỏ qua cái keo này nhé. Đây, ở đây thì người ta cũng có nói này, đừng bỏ lỡ này, còn 50 mã thông báo OGC với đối tác mới của chúng tôi. Chúng tôi vui mừng giới thiệu với bạn một sản phẩm mới hấp dẫn của tháng này. Notcoin chào mừng. Notcoin là một trò chơi Telegram P2E. Ứng dụng mới khai thác cái đồng Notcoin này thì em cũng có chia sẻ với các anh chị thôi nhá. Anh chị nào mới chưa đăng ký khai thác cái con này thì các anh chị có thể vào cái kênh YouTube của em để các anh chị xem lại cái video đó. Đây là một cái keo rất hot nha, các anh chị không nên bỏ qua. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào đăng ký cái tài khoản để khai thác cái đồng Orisi này. Để đăng ký cái tài khoản thì các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy. Nó sẽ đưa các anh chị đến cái giao diện để các anh chị tiến hành đăng ký cái tài khoản. Ở cái dòng email này thì các anh chị điền cái địa chỉ email các anh chị cần đăng ký cái tài khoản vào. Và các anh chị tích vào cái ô tôi không phải là người máy ở đây. Và các anh chị nhấn vào cái ô get code ở đây. Rồi các anh chị điền cái địa chỉ email. Các anh chị đánh cho tích vào, các anh chị nhấn vào cái chữ get code ở đây nhá. Rồi bây giờ thì các anh chị vào cái mail, các anh chị lấy cái mã cột gửi về và các anh chị điền vào đây. Các anh chị nhấn vào cái chữ continue. Đây các anh chị vào mail nhá. Các anh chị sao chép cái dòng cột này này, 774601. Các anh chị quay trở lại 774601. Các anh chị nhấn vào continue. Rồi bây giờ thì các anh chị tiến hành đặt cái mật khẩu và các anh chị lặp lại cái mật khẩu. Cái mật khẩu thì gồm có chữ in hoa, thương, số và ký tự đặc biệt. Rồi các anh chị nhấn vào cái chữ continue. Đây là cái giao diện khi các anh chị đăng nhập vào này. Các anh chị nhấn vào cái chữ agree ở đây. Rồi để khai thác thì các anh chị click vào cái chữ grab ở đây. Một ngày thì các anh chị sẽ khai thác được 25 cái đồng ORC nhá. Các anh chị click vào cái dấu nhấn để các anh chị tắt đi. Khi các anh chị đăng ký cái tài khoản thì các anh chị sẽ nhận được 30 cái đồng ORC này. Ở trên cái ứng dụng này thì các anh chị vào cho em cái mục hotmail này. Ở cái mục hotmail này thì người ta sẽ cập nhật các cái thông tin tin tức. Các anh chị có thể vào đây để các anh chị cập nhật nhá. Đây. Các anh chị có thể click vào cái mục này này. Join community các anh chị có thể click vào này và các anh chị tham gia vào kênh Twitter. Discord này và Telegram của dự án. Để mời bạn bè thì các anh chị click vào cái mục invite friend ở đây để các anh chị lấy cái đường link nhé. Đấy. Các anh chị click vào thì nó sẽ sao chép cho các anh chị cái đường link luôn. Ở cái mục stalking reward này. Cái mục này thì nó chưa có gì. Ở cái mục partner đối tác. À đối tác là ở cái mục này nó cũng có nó con đây các anh chị. Đấy, các anh chị click vào để các anh chị click sang này. Đấy, khi các anh chị click sang thì nó sẽ chuyển chúng ta sang cái giao diện để khai thác cái đồng nó con. Nếu mà các anh chị đã đăng ký cái tài khoản nhá, còn anh chị nào mà chưa đăng ký thì các anh chị nên đăng ký. Khi các anh chị click vào đấy thì các anh chị sẽ nhận được 50 cái đồng ORC nhá. Ở cái mục này này, các anh chị click vào để các anh chị đấy, các anh chị có lên được 5 cái đồng ORC. Ở đây thì dành cho các anh chị tham gia chơi trò chơi để các anh chị nhận đấy. Đấy, nó kêu các anh chị tải cái ứng dụng về và các anh chị chơi để nhận cái đồng ORC đấy nhá. Các
anh chị chỉ cần click vào và cho nó chuyển trang thôi, chứ ở đây thì em thấy em cũng không chơi nhá, nhưng mà vẫn nó cái đồng hồ ở đây nó vẫn nhảy này. Tương tự thì các anh chị cũng click ở các cái mục dễ này như thế để các anh chị được thêm 5 cái đồng Orisi. Ở cái mục hộp quà ở đây đó là cái trang mạng xã hội rồi nhá, ở cái mục trang giấy này rồi. Các anh chị click vào cái chữ hạt ở đây. Ở trong cái mục này thì các anh chị có thể đổi cái mật khẩu này, và các anh chị cái mục này là cái mục liên hệ với dự án đấy. Rồi bây giờ các anh chị click vào cho em cái dấu ba chấm ở đây. Các anh chị click vào cái chữ mở bằng trình duyệt. Cái mục đích ở đây là chúng ta sẽ mở cái ứng dụng này ở trên cái web đấy, đưa nó ra cái màn hình để khi các anh chị click vào thì các anh chị chỉ cần khai thác thôi nhá. Đây bây giờ thì chúng ta nhập cái email và mật khẩu vào lại. Các anh chị nhập cái email, các anh chị nhập cái mật khẩu để các anh chị login vào cái tài khoản. Các anh chị nhấn vào sign in này. Rồi các anh chị nhấn vào trang cái dấu ba chấm ở đây. Mục đích của chúng ta là sẽ đưa nó ra ngoài cái màn hình. Các anh chị nhấn vào cài đặt ứng dụng. Các anh chị nhấn vào cài đặt. Rồi bây giờ các anh chị ra ngoài cái màn hình. Đấy, các anh chị đợi một chút xíu thì nó sẽ tải về cái màn hình cho các anh chị. Các anh chị chỉ cần click vào để các anh chị đăng nhập vào thôi. Nó tiện cho các cái lần đăng nhập tiếp theo đấy. Rồi như thế là em đã chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị khai thác cái đồng Orisi này rồi nhá. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Đây là một cái kèo rất là ok, thì em thì các anh chị không nên bỏ qua nhá. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.